Bình Minh, siêu mẫu đa tài và những mối tình bị đồn đoán thị phi với Thanh Thảo và Trương Quỳnh Anh. Siêu mẫu Bình Minh tên thật là Nguyễn Bình Minh, sinh năm 1981 tại tỉnh Lạng Sơn. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu bé Bình Minh đã phải lao động rất vất vả để phụ giúp gia đình. Bắt đầu vang danh với nghề mẫu ảnh. Năm 2000, Bình Minh bước chân vào giới nghệ thuật với vai trò người mẫu. Sở hữu ngoại hình soái ca đáng mơ ước với chiều cao 1m85 cùng gương mặt nổi bật. Anh được chú ý từ giới chuyên môn và trở thành gương mặt sáng giá đầy tiềm năng. Khởi đầu của Bình Minh đã rất thành công khi đoạt các giải thưởng lớn nhỏ trong giới người mẫu, trong đó phải kể đến giải siêu mẫu ấn tượng trong cuộc thi tìm kiếm người mẫu châu Á 2002. Bình Minh với vai trò là người mẫu đã được công nhận không chỉ trong nước mà cả nước ngoài. Anh liên tục gặt hái được rất nhiều giải thưởng tại nước ngoài. Tiêu biểu nhất là giải top 15 người mẫu được yêu thích tại Manhole 2002 tại Thượng Hải và giải người mẫu xuất sắc nhất năm 2003, 2004, 2008. Chứng minh sự đa tài với diễn xuất. Ở thời điểm đỉnh cao của mình, anh luôn được xem là một trong các siêu mẫu nam vào các năm từ 2004 đến 2007. Tuy nhiên, sau khi nhận giải thưởng người mẫu xuất sắc nhất năm 2008 thì anh quyết định dừng lại. Thời điểm này, Bình Minh chỉ nhận lời phỏng vấn chứ không còn quen mặt trên các sàn diễn. Theo đó, nam nghệ sĩ đã bắt đầu thử thách bản thân khi lấn sân qua những vai diễn. Bình Minh có lần đầu diễn xuất trong bộ phim Cô gái xấu xí và thu hút sự chú ý của khán giả. Anh cũng gây ấn tượng với vai kịch diễn đầu tiên trong vở kịch Kỹ nghệ lấy Tây. Sau đó, Bình Minh được mời tham gia vào một loạt các dự án phim truyền hình và đạt thành công nhanh chóng. Một vài bộ phim khiến anh chiếm được cảm tình của khán giả tiêu biểu như 39 độ yêu, Giao lộ định mệnh, Vật chứng mong manh, Dù gió có thổi hay Vũ điệu tử thần. Bình Minh vướng scandal ngoại tình với Thanh Thảo. Ngày 15 tháng 4 năm 2008, Bình Minh tổ chức đám cưới với bà xã Anh Thơ khi ở đỉnh cao sự nghiệp người mẫu. Vợ chồng anh lên trước bố mẹ khi con gái đầu lòng An Nhiên chào đời vào năm 2009. Năm 2010, tin đồn Bình Minh có quan hệ ngoài luồng với ca sĩ Thanh Thảo bắt đầu râm ran. Sau khi hai MV Người thứ ba và Nếu như anh không về được ra mắt với nhiều cảnh tình tứ của Bình Minh Thanh Thảo, càng nhiều người tin rằng tình cảm của hai người trên mức bạn bè đồng nghiệp. Những khoảnh khắc tình tứ ở ngoài đời của Bình Minh Thanh Thảo cũng được lan truyền trên mạng xã hội. Trong khi đó, Bình Minh lên báo khẳng định hôn nhân hạnh phúc và dành nhiều lời có cánh cho bà xã Anh Thơ. Giữa năm 2011, Thanh Thảo không còn úp mở nói về người đàn ông bí mật của mình mà công khai kể chuyện từng có quan hệ với Bình Minh trên một tờ báo. Theo lời kể của nữ ca sĩ Búp bê không biết yêu, mối quan hệ của cô và Bình Minh từng được người thân ủng hộ. Trong một bài phỏng vấn, Thanh Thảo cũng cho biết nội dung MV Người thứ ba chính là nói về tình yêu của cô. Chia sẻ này của Thanh Thảo thổi bùng lên cơn bão dư luận dữ dội chỉ trích nữ ca sĩ là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của Bình Minh Anh Thơ. Trước sự quan tâm quá lớn của giới truyền thông, bà xã Bình Minh thời điểm đó cho biết chị đã đọc thông tin Thanh Thảo thừa nhận về mối quan hệ với chồng mình. Tuy nhiên, chị hiểu rõ những mối quan hệ của chồng và không muốn đôi co về việc này. Tôi không muốn rơi vào guồng máy cứ nói qua nói lại sẽ gây sự nhàm chán cho độc giả, Anh Thơ cho biết. Vợ chồng Bình Minh Anh Thơ sau đó tiếp tục tay trong tay xuất hiện ở nhiều sự kiện giải trí như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Scandal này của Bình Minh theo thời gian cũng được lắng xuống. Cuối năm 2011, chia sẻ trong một bài phỏng vấn, Thanh Thảo cho biết cô đã nhiều lần nhắn tin và gặp Anh Thơ để xin lỗi, thậm chí đính chính giùm cho Bình Minh. Cô tâm sự mình không phải là người sung sướng, hạnh phúc trong cuộc tình này. Nữ ca sĩ cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả, gia đình mình và gia đình Bình Minh vì ồn ào này. Bình Minh vướng scandal ngoại tình với Trương Quỳnh Anh. Chiều ngày 3 tháng 12 năm 2017, những bức ảnh thân mật của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao. Trước đó, hai người từng đóng chung phim Thề không gục ngã của đạo diễn Cao Minh, nên một số ý kiến cho rằng những bức ảnh này là những cảnh tình tứ giữa hai diễn viên trong phim. Tuy nhiên, đạo diễn Cao Minh sau đó lên báo khẳng định những bức ảnh được đăng tải đều không phải ảnh trong bộ phim của mình. Ngoài ra, vị đạo diễn này còn cho biết phim không có nhiều cảnh tình tứ giữa Bình Minh và Trương Quỳnh Anh. Cùng thời điểm những bức ảnh của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh được lan truyền mạnh mẽ, thông tin Bình Minh và ca sĩ Tim, ông xã Trương Quỳnh Anh từng xô xát trên thảm đỏ đêm khai mạc Liên hoan phim Việt Nam tại Đà Nẵng hồi cuối tháng 11 cũng bị rò rỉ. Việc này càng khiến cho nhiều người cho rằng nghi vấn Bình Minh ngoại tình với Trương Quỳnh Anh là có cơ sở. Là những người trong cuộc, phía Bình Minh khẳng định đó chỉ là hình ảnh hậu trường trong bộ phim cả hai từng hợp tác. Anh Thơ, vợ của nam diễn viên cũng chia sẻ, tôi nghĩ những bức ảnh đó có thể chỉ liên quan tới công việc đóng phim của anh Minh. Thị phi trong giới showbiz không có gì lạ. Gia đình tôi vẫn bình thường, không có chuyện gì cả. Sáng nay anh Minh chở con đi học còn chụp hình gửi cho tôi xem. Hiện tôi rất bận nên không quan tâm tới những tin đồn kiểu này. Sau tất cả, vợ chồng Bình Minh đều vượt qua sóng gió. Hiện tại cặp đôi đã có 13 năm gắn bó bên nhau. Vợ chồng Bình Minh hiện đã có hai tiểu công chúa xinh xắn đáng yêu. Được biết, bà xã Bình Minh là một nữ doanh nhân giàu có. Ở thời điểm kết hôn, Anh Thơ đã là giám đốc marketing một khách sạn lớn tại thành phố Hồ Chí Minh và rất có tiếng nói trong giới kinh doanh.